Ngày 31 tháng 8, Hội Khuyến học huyện Đồng Hỷ phối hợp với một số đơn vị tổ chức chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường vì em hiếu học lần thứ 11, tuyên dương học sinh tiêu biểu xuất sắc lần thứ 21. Tại chương trình, Hội Khuyến học đã tuyên dương và trao thưởng cho 127 em học sinh giỏi các cấp tiêu biểu xuất sắc năm học 2022-2023 và trao học bổng cho 88 em học sinh nghèo, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Viettel Thái Nguyên cũng trao học bổng cho 30 em học sinh các xã vùng 135, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Tổng số tiền khen thưởng trao học bổng trên 170 triệu đồng.